Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin review hai con xe cẩu múc cát có tầm giá dưới 2 triệu nha các bạn. Thì đây là một con Huina và con đây là con Volvo của Double E nha các bạn. Huina 1551 có giá 1.040.000. Còn cái con này thì mình mua tầm giá là 1.600.000 nha các bạn. Thì con này là con Volvo EC160E. Khi mình mua thì được tặng kèm theo cái này. Đó, kèm cái này. Đó, còn đây là cái đồ điều khiển nè. Đó, cái đồ điều khiển của con xe này. Còn đây là cái đồ điều khiển này là của con Huina nè. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem và các bạn so sánh hai con này, cái giá nó chênh lệch như vậy nhưng mà cái hiệu năng và công suất làm việc của hai chiếc xe này như thế nào nha. Ở đây là cái chi tiết của con xe nha. Đó. Cái cần con này á, thì nó dài đúng không các bạn? Rồi còn cái con cái này, đây con này, cái cần con này á, thì nó sẽ ngắn hơn con kia. Bây giờ mình sẽ khởi động con Volvo lên nha các bạn. Đây con Volvo mình khởi động đây các bạn. Đó, Volvo khởi động thì nó sẽ sáng đèn ở trên này các bạn. Đây. Rồi cái cabin của con này kiểu dáng nó thiết kế cabin con này nó chống con này luôn đúng không các bạn. Còn cái con này thì nó có kính nè, thì cũng không có mở được trong cabin. Con này thì mình có thể nhét một nhân vật người vô nha các bạn. Mình có thể nhét đây, nhìn trông nó rất là thật luôn nha các bạn. Rồi bây giờ đây là cái đồ điều khiển nè. Bây giờ mình sẽ khởi động điều khiển lên nè các bạn. Đó. Khởi động điều khiển lên nó sẽ có âm thanh nha. Bây giờ tắt âm thanh nè. Bây giờ mình sẽ cho vươn cái cần lên nha các bạn. Đó, vương cần lên nha các bạn. Rồi đưa cần ra nè. Đó, đưa ao cao hết cỡ nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem con này nha. Rồi con này. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động lên nha. Rồi khởi động lên nè. Khởi động lên thì sáng đèn trong này, có âm thanh nha. Rồi còn đây là cái điều khiển của mình nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt âm thanh luôn các bạn. Rồi tắt âm thanh nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái con này nó vuông cần hết cỡ nha. Đó, cần vuông hết cỡ các bạn. Rồi mấy cái này đưa vuông hết cỡ nè. Ở này đưa vuông hết cỡ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem so sánh nè. Các bạn thấy con nào dài con nào cao hơn nha. Đó, con nào dài con nào cao hơn. Đây. Con này cần nó đưa cao hơn các bạn, nó dài hơn đưa cao hơn nè, thấy không? Rồi cái con này thì nó cũng đưa cao hơn một tí các bạn, nó đưa cao hơn một tí nè các bạn thấy không. Nói chung là nó cũng xem nhau thôi các bạn ơi. Con này thì nó cái cần nó dài hơn nè các bạn, nó dài hơn, nó dài hơn thì nên là nó cao hơn một xí thôi, nhìn nó cao hơn một xí thôi các bạn. Đó, thấy không, bạn nhìn nè, chứ cũng không có chênh lệch bao nhiêu đâu các bạn. Rồi tiếp theo là cái phần cấu tạo các bạn. Đây cái phần cấu tạo thì cái chỗ này, cái này nó có liên quan tới kim loại các bạn nha. Giống như có kim loại vậy. Đó, còn cái này bằng nhựa nè các bạn. Nhựa, tất cả đây là nhựa hết. Rồi, còn phần bánh xích các bạn thì tất cả này nó giống nhau, là đều là bằng cao su hết các bạn ơi, với lại nhựa, răng là nhựa rồi, còn bánh xích thì cao su ha. Nó không phải là kim loại nha. Đó. Thì con này thì mình cầm lên nè, nó nặng nè. Con này cầm hơi nhẹ hơn các bạn, nhẹ hơn so với con này rất là nhiều. Rồi, có thể là do cái chỗ này ha, nặng với lại cái cần nó dài hơn nữa các bạn. Đó, với lại cái con này nè các bạn, cái phần này nó dài hơn nữa các bạn. Đây, từ đây đến đây nó dài hơn cái phần này nè các bạn. Nè các bạn nhìn là so sánh nè. Nó dài hơn nữa các bạn. Nó dài hơn một chút nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Nè, nó dài hơn một chút nè. Thấy không? Dài hơn một chút nha. Rồi, tiếp theo các bạn. Pin thì con này để pin ở trên này nha các bạn. Đó, con này dặn ra để pin trên này. Pin để dặn ra để pin trên này. Pin thì pin này 7.2V nè các bạn. 7.2V rồi có 400mAh. Rồi, còn con này các bạn. Con này pin á thì nó ở dưới này nha các bạn. Đây, pin con này mỗi lần muốn thay các bạn thì mình sẽ mở dưới này ra nè các bạn. Rồi cái pin đó mình để mình coi dung lượng nha. Đây, dung lượng pin này á là loại pin 7.4V nè, 600mAh nha các bạn. Dung lượng cao hơn con kia nha. Con kia hả kèm theo là chỉ 400mAh thôi, con này là 600mAh. Thì về vấn đề pin các bạn thì mình sẽ thấy cái sự bất tiện nè các bạn. Nó bất tiện, con này bất tiện hơn con này nha. Con này mình chỉ cần dặn đây ra thôi, mình gỡ ra rồi mình có pin xe cua mình thay thế vô nhanh gọn lẹ. Còn con này ở này lật cái máy lên, dặn ốc ra, xong rồi gắn pin rồi dặn vô lại. Đó, nói chung là con này mình không có thích cái điểm này nha các bạn. Nó mỗi lần mở ra vậy mình không thích. Đó, mình chỉ thích con này dặn ra một cái là mở không. Con này lúc nào phải đem theo cái tu vít chơi ở ngoài địa hình nữa các bạn. Nó mình cần thay nhanh gọn lẹ, cầm mở ra dít dít rồi ở dưới này nè các bạn. Nó dùng cái con ốc các bạn thì nó cũng hay dễ bị sét nha các bạn. Dưới này nhiều khi mình cũng dễ bị mưa nè. Nè con này của mình nó cũng là muốn sét sét nè các bạn. Nói lúc nào muốn tỉ thì cứ phải bôi mỡ bò hoặc là xịt sơn rồi lại cho nó đỡ bị sét các bạn.
Rồi tiếp theo thì cái con này mình thấy nó thiết kế cái chỗ này mình cũng không có hiểu các bạn. Đó, tự nhiên tại sao thì cái chỗ cần này, cái cần gạo cát à, cái bộ điện của nó thiết kế thì chỗ này nó phải dùng qua thêm một cái kết nối, cái này nó cấp điện vô nè các bạn, cấp nguồn điện vô để cho nó điều khiển cái cẩu múc cát chỗ này. Thì không biết tại sao nó lại làm như vậy. Cái thiết kế này nhìn lên nó xấu với con xe các bạn. Các bạn nhìn thấy con xe nó xấu không? Không biết là do cái cần này nó dài quá hay sao rồi, hoặc là về thẩm mỹ người ta đóng gói rồi nên người ta mới thiết kế qua kiểu này như thế nào mình không biết. Đó, tại vì khúc mà khi mà mình tháo lắp các bạn, mình đã có làm một clip review con xe này rồi các bạn, mở bóc hộp đó các bạn. Đó, mình phải gắn cái chỗ này vô nè các bạn, dặn ốc rồi chỗ này vô nè các bạn. Rồi mình mới gắn chỗ này vô ha. Cái chỗ này nó hơi bất tiện chỗ này nha các bạn. Không biết này mà chơi mà trời mưa nó có chạm, nó có bị chạm hay gì không mình không biết. Rồi, còn con này thì nó đưa điện vô luôn bạn. Đó, mấy con kia cũng vậy, tất cả mấy con máy xúc kiểu vậy, nó đưa điện vô vậy luôn ha. Rồi ở dưới này thì sẽ có một cái lỗ nữa các bạn, dưới con này có cái lỗ này để mình sẽ dùng sử dụng hai cái chức năng này nữa các bạn. Đây, hai cái công cụ này, một cái công cụ là máy đục các bạn, đó, máy đục, còn cái công cụ này là máy gấp ha. Đó, thì cái con này mình thấy nó mắc hơn các bạn, nó mắc hơn cái con này thì có thể là nó có thêm hai cái bộ phận này nè các bạn, nó có thêm hai cái công cụ này nữa thì nó mắc hơn nha các bạn. Nếu mà mình thấy so ra các bạn. Rồi mà ngoại hình á, thì con này nè nó nhìn nó ok hơn các bạn, nặng hơn nè nha, còn con này nhẹ hơn. Rồi còn cái gầu các bạn, gầu múc á, thì cái con này gầu bự hơn nè các bạn, con này gầu bự hơn nè, con này gầu nhỏ hơn các bạn ơi. Đó, nhưng mà cũng tất cả đều là kim loại nha các bạn. Đó, con này gầu này nó bé hơn nè, gầu bé tí rồi. Đó, con này gầu nó bự chỗ này hơn tí. Đó. Rồi tiếp theo thì bây giờ mình sẽ thử tốc độ của hai con này cho bạn cùng xem nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, ok các bạn. Con này nó nhỉnh hơn nè, tại con này mình thấy nó nhẹ hơn nè các bạn. Còn con này nó nặng hơn nè các bạn. Thì cái tốc độ nó di chuyển là sẽ không bằng cái con nhẹ hơn nha. Về tốc độ thì con này ăn con này nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho hai con này leo qua cái cục đá này xem con nào leo tốt hơn nha các bạn. Con này đã leo qua được cái cục đá này cũng khá là dễ dàng các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ xem coi con Hyundai này nó sẽ vượt qua cái cục đá này như thế nào nha các bạn. Ở cái cần cái con này nó khá dài các bạn, nên là mình thấy nó cũng là khá vướng víu đó các bạn. Cần nó dài quá các bạn ơi, nhìn nó thấy hơi vướng víu các bạn. Phải canh mấy cái này đó các bạn, đó rất là vướng víu. Rồi nhìn anh này cũng khá là lượm thượng các bạn. Nói chung là anh này chinh phục cũng khá là ok các bạn. Đó, cũng khá là dễ ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai con này thử đi đường địa hình sình này nha các bạn. Ở đây là đường sình lầy nè. Rồi bây giờ mình sẽ xem con Volvo này trước nha. Đường sình này con này vượt qua ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ thêm sử con Hyundai này nó sẽ như thế nào nha các bạn.
Hai con này nói chung là vượt địa hình sình thì nó cũng ok các bạn ơi. À, mà mình thấy cái tiếng mà âm thanh động cơ các bạn, mình nghe thấy con Hyundai nó êm hơn là cái con Volvo này. Các bạn xem các bạn tự đánh giá nha. Địa hình tiếp theo các bạn, ở đây là một cái đường gồ ghề nè các bạn. À, mặt phẳng gồ ghề nè, nhấp nhô nè, à, nước cái đầm lum nè nha. À, thì bây giờ mình sẽ thử xem rồi coi cái con Volvo này nè, nó sẽ vượt qua cái địa hình này được nha các bạn. Nói chung là cũng di chuyển cũng khá ok đó các bạn. Ở những cái địa hình gồ ghề này. Rồi bây giờ sẽ xem con Hyundai này sẽ như thế nào nha các bạn. Nói chung là hai con này vừa cái địa hình này cũng khá ok các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai con xe này thử cái lực mút nha các bạn. Thì ở đây thì có bốn con xe nè các bạn. Bốn con xe này trọng lượng bốn con nó khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ cho con này thử thách trước nha. Thì cái mấy con xe này thì hai con xe này rất là nhẹ các bạn ơi. Hai con xe này nhẹ nhất nè. Tới con xe này. Rồi con xe này nặng hơn nữa các bạn. Con xe này nó bằng kim loại ở đầu nè, nó nặng hơn hai con xe này. Rồi con xe này sẽ nặng nhất nè. À, thì bây giờ mình sẽ thử coi con Volvo này có nâng được cái con container này không nha các bạn. Wow, nó bị nhõng rồi các bạn ơi. À, bị nhõng rồi. À, bị nhõng rồi. À, rồi đó, nâng lên nha. Nâng lên. Wow. Khá nặng các bạn. Nâng lên không nổi các bạn. À, cẩu lên không nổi. Wow, cẩu lên không nổi các bạn. Đưa lên hết cách đưa. À. Rồi ok rồi, đó rồi lên được các bạn. Rồi. Rồi ok, đưa lên hết cỡ là dày là được nha các bạn. Đó, nói chung là dày nâng được nha, tại con này nó thấp quá các bạn. Này nó thấp nè. Đó, nó thấp quá mình phải đôn lên trên cái cục đá nè thì nó móc lên cỡ vậy thôi. Đó, nhưng mà nó kéo vậy là nổi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử xem coi con Volvo này có cẩu nổi được chiếc bê tông này lên nha các bạn. Wow. Muốn tuôn ren luôn các bạn ha. Muốn tuôn ren luôn á. Kêu ngông kêu các bạn. Đó, chỉ đẩy thớ đẩy lui cái này được không bạn ơi. Chứ kéo lên là không nổi luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho con Hyundai này nó cẩu luôn cái con bê tông này nha các bạn. Nếu mà nó cẩu được con bê tông này lên luôn thì nó là sẽ mạnh hơn con kia nha. Wow, nó cẩu thôi mà nó nhõng nhõng ben luôn các bạn ơi. Đó, nó nhõng ben luôn rồi. Chắc là mình phải cho một cái cục đá nha các bạn. Wow, cũng không nổi các bạn ơi. Nhông kêu các bạn. Đó, bây giờ mình sử dụng coi. Đó. Rồi. Rồi cần đưa. Rồi cần đưa lên không nổi bạn ơi. Rồi không nổi rồi. Rồi các bạn ơi, mình đã thay con trộn bê tông bự bằng hai con xe này. Thì bây giờ mình sẽ xem coi cái con Hyundai này nó có cẩu là nổi không nha các bạn. Rồi, đó, nó cẩu vậy là ok nha các bạn. Đó, tại vì cái cần này nó đưa lên được có tới đây thôi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ thử xem coi con Volvo này như thế nào nha. Rồi nói chung là cẩu không nổi các bạn ơi. Nói chung là cái cần này nó chỗ này nó đưa lên không nổi các bạn. Nó kêu là rạch rồi. Thì con này cái lực của nó mạnh hơn nha các bạn. Con này lực mạnh hơn tí nè. Con này thì nó đưa lên không nổi các bạn ơi. Bây giờ trời cũng tối các bạn. Clip mình review hai con xe chắc đến đây xin được tạm dừng nha. Thì hôm nào mình sẽ lấy ra chơi múc cát hai con xe cho bạn cùng xem. Nói chung hai con này mình thấy nó cũng xem nhau thôi à. Thì con này cái giá nó cao hơn, có thể là nó có thêm hai cái đục với cái gấp các bạn. Thì nó sẽ cao hơn giá con này thôi. Đó, nhưng mình thấy con này thì mình thấy đánh giá theo cái gọi như là cái quan điểm nha của mình nha bạn. Thì mình thấy con này nó thiết kế rồi nên nhìn nó vẫn ok hơn con này nha. Đó, thì mỗi con có một cái lợi thế các bạn. Thì cái con này mình thấy nó có một cái ưu điểm hơn là cái thiết kế của nó nha bạn. Cái thiết kế của nó cần dài. Thì đây là cái quan điểm của mình. Đó, mình thấy con này nó cũng rẻ hơn nữa.
đó. Thì các bạn xem, các bạn có thể đánh giá và các bạn mua một con xe phù hợp bạn chơi. Rồi clip mình đến đây xin tạm dừng, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn video tiếp theo.